Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một bông tuyết như này. Thì mình có thể làm một cái móc treo ba lô hoặc là túi sách. Nguyên liệu rất là đơn giản, mình sử dụng là len mi cotton, len mi bò 50g. Kim móc mình sử dụng là kim 2.8 của Thất Trăm Phường. Sau đây mời các bạn theo dõi video hướng dẫn. Tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn mã thuật. Lên cho mình 5 bính. Các bạn móc mũi kép cả chân vòng tròn mã thuật cho mình. Lên 2 bính, móc mũi kép thứ 2. Các bạn sẽ trượt vào đây cho mình. Sau đó các bạn tiếp tục cho mình lên 3 bến. Chúng ta sẽ móc vào vòng này. Một mũi kép. Ba mũi kép. Lên cho mình 3 bính. 1 2 3. Từ từ sẽ móc vào chân này. 4 mũi kép. 1 2 3. Và chúng ta sẽ móc vào chân này 4 mũi kép.
trượt vào cho mình. Một này, hai này, và ba. Các bạn trượt vào đây cho mình. Các bạn lên cho mình. Một này, hai, ba. Tiếp tục lên cho mình 5 bánh. Một, hai, ba, bốn và năm. Chỉ vào đây. Tiếp tục lên 7 bánh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Chỉ vào đây. Lên cho mình 5 bánh. Hai, ba, bốn, năm. Trượt vào đây. Tiếp tục. Một, hai, ba, và trượt vào đây. Tiếp tục các bạn sẽ trượt vào đây cho mình. Đây. Xong một cụm rồi. Bạn tiếp tục trượt vào đây cho mình. Mũi trượt thứ hai, mũi trượt thứ ba và trượt vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ lên 3 bánh. Một, hai, ba, lên ba, móc vào đây, trượt vào đây. Tiếp tục. Một, hai, ba, bốn, năm. 235 thế cũng rẻ nhỉ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tiếp tục. Một, hai, ba, bốn, năm. Thứ hai là ế mà, bao giờ nó cũng sẽ giảm thứ hai. Tiếp tục 3 bánh này. Một, hai, ba. Cái này là thứ sáu. Rồi, đây. Chúng ta sẽ có như này. Các bạn tiếp tục sẽ lặp lại hết hàng cho mình nhé. Yeah.